Người phụ nữ tự do là người hiểu rằng hạnh phúc không đến từ việc cố gắng làm hài lòng ai khác, mà từ sự bình yên bên trong chính mình. Cô ấy không sợ bước vào tình yêu, nhưng cũng không ngại bước ra nếu biết mình không được trân trọng. Khi yêu, cô ấy trao đi sự chân thành, nhưng không đánh mất chính mình. Cô ấy biết cách yêu thương và chăm sóc người khác, nhưng không để tình cảm biến mình thành người lệ thuộc. Cô ấy hiểu rằng không phải ai cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp từ mình. Và khi tình yêu không còn là nguồn động lực tích cực, cô ấy sẵn sàng lùi bước. Người phụ nữ tự do không cần phải lớn tiếng than trách về những gì cô đã làm, bởi cô biết rằng những hy sinh không cần phô trương mới là chân thật. Cô ấy không sống để chứng minh bản thân với ai khác, mà để tìm thấy giá trị thực sự của mình. Điều quan trọng nhất là cô ấy biết cách yêu bản thân. Cô ấy hiểu rằng nếu không biết cách chăm sóc và bảo vệ chính mình, không ai có thể làm điều đó cho cô. Những tổn thương trong tình yêu là điều không tránh khỏi, nhưng chúng không khiến cô ấy suy sụp. Cô ấy hiểu rằng mỗi vết thương đều dạy cho mình bài học để cô trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Người phụ nữ tự do không để cuộc đời mình bị chi phối bởi sự chờ đợi ai đó yêu thương hay công nhận. Cô ấy sống một cách đầy đủ, tự chủ và biết rằng chỉ có bản thân mới là người quyết định hạnh phúc của mình.